ổ điện sạc điện thoại Vigear, tất cả những gì bạn cần từ một chiếc ổ điện với thiết kế dạng vuông thông minh và tinh tế, tiết kiệm không gian, dây nối dày dặn, chiều dài 2,5m tiện dụng, đặc biệt có tính năng sạc điện thoại Vigear VG02 và VG03, sạc nhanh cho iPhone chuẩn PD 20W, có thể sạc 3 thiết bị cùng lúc, ưu đãi tặng cáp sạc đặt chuẩn MFI hoặc cáp sạc Samsung bọc máy cho người xem hiểu rõ trong 5 phút ngay dưới phần bình luận. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ sáng thứ tư ngày 29 tháng 5. Trong video này, chúng ta sẽ cùng điểm qua các tin tức mới nhất trong hôm qua theo giờ địa phương. Nếu mọi người còn nhớ, thì hôm qua, chúng ta có nói về một video có nội dung liên quan đến cuộc giao tranh dọc biên giới vùng Sumy. Video này chưa được các nguồn tin định vị trên bản đồ. Nhưng đến hôm nay, thì chúng ta đã có hình ảnh vệ tinh mới xác định được hai đám cháy lớn tại khu định cư mang tên Oleksandrivka và Ivanky. Vậy nên khả năng cao là giao tranh đã nổ ra tại vùng lãnh thổ này. Có vẻ như quân đội Nga đang gửi lực lượng do thám của mình đến, từ đó mở chiến dịch đánh thẳng vào Oleksandrivka. Tại Lipsia, chưa có thông tin gì mới kể từ đêm ngày hôm qua, nên chúng ta sẽ chuyển tới chiến sự tại Vovchan. Quân đội Nga có tiến triển mới, được ghi nhận tiếp cận đến gần điểm công nghiệp tại đây. Chúng ta có video được đăng tải bởi nguồn Ukraine cho thấy họ đang tấn công UAV vào vị trí tập trung quân đội Nga. Video trên đã xác nhận sự hiện diện và khu vực kiểm soát của Nga tại đây. Cuộc giao tranh nổ ra cực kỳ ác liệt. Quân đội Nga giành được thắng lợi lớn và đang dần chiếm đóng lãnh thổ bờ bắc Vovchan. Chuyển tiếp tới tình hình tại bờ bắc Kupian, quân đội Nga khẳng định sau khi chiếm đóng thành công hai khu định cư Kotliarivka và Kislivka, họ đang di chuyển dọc đường ray và những nỗ lực đầu tiên nhằm dọn dẹp lãnh thổ chạm tàu hỏa tại đây đã được ghi nhận. Nếu họ thành công chiếm được phần lãnh thổ như mình biểu thị, thì Nga có thể ngay lập tức đem quân đánh lên Stepova và Novoselivka. Chuyển tiếp tới chiến sự tại Stenmakhivka, chúng ta có video mới được đăng tải bởi quân đội Ukraine cho thấy nỗ lực phản công của họ tại khu vực lân cận Miasozharivka. Trước đó chúng ta có thông tin khẳng định Miasozharivka đã bị quân đội Nga chiếm đóng hoàn toàn, nhưng tới thời điểm hiện tại thì lại có thông tin xác nhận hướng đánh của quân Nga được biểu thị trên bản đồ như sau. Các nguồn tin khác của Nga đang khẳng định rằng quân đội của họ đã thành công rút gọn khoảng cách và tiếp cận gần hơn lực lượng Ukraine trên một tiền tuyến rộng lớn. Để biểu thị trên bản đồ thì các nguồn tin của Nga khẳng định quân đội của họ đang tập trung lực lượng tại vị trí mà mình biểu thị. Trong một vài ngày tới, khả năng cao quân đội Nga sẽ triển khai đòn tấn công quyết định, từ đó nắm hoàn toàn lãnh thổ Stenmakhivka trong tay. Di chuyển xuống phía nam, chúng ta có thông tin về áp lực quân sự tăng cao của quân đội Nga tại khu vực lân cận Makivka. Nguồn tin Ukraine đăng tải một vài video cho thấy các binh sĩ Nga đang sử dụng xe mô tô để tiếp cận và tấn công vị trí tập trung lực lượng Ukraine. Một chiếc xe đã bị phá hủy trong quá trình tiếp cận, còn về cơ bản thì đây là hướng di chuyển của quân Nga. Theo đó, có vẻ như quân đội Nga đang cố gắng di chuyển xuống phía nam nhằm chiếm đóng tuyến vận chuyển nối Makivka và Rekivka. Sau đó thì họ sẽ chính thức đem quân đánh vào Makivka. Về phía Nga thì họ đăng tải loạt video cho thấy quá trình quân mình bắn pháo nhiệt Aptos hủy diệt vị trí tập trung quân đội Ukraine. Khả năng cao quân đội Nga cũng sẽ cố gắng vượt sông để tấn công Makivka từ phía sau. Chuyển tiếp tới chiến sự tại Bilohorivka. Sau khoảng một tuần, Bộ Quốc phòng Nga đăng tải thông tin khẳng định quân đội của họ đã chiếm hoàn toàn lãnh thổ khu định cư. Thì đến nay, chúng ta mới có được video đầu tiên xác nhận sự kiện này. Đây là hình ảnh lực lượng Ukraine đang điều khiển UAV săn đuổi lực lượng Nga và đánh bay lá cờ Nga bên trong khu định cư. Lá cờ của Nga được định vị chính xác là tại vị trí này. Chưa có thông tin gì liên quan đến bờ tây khu định cư, nhưng khả năng cao là toàn bộ khu định cư này đã rơi vào tay Nga. Mình sẽ giữ nguyên bản đồ dựa vào những video định vị phía trên. Tiếp tục di chuyển xuống phía nam, chưa có thông tin gì mới tại Chashivka và Klitschivka. Ngược lại, tại Ocheretine và Avdiivka liên tục có thông tin mới được cập nhật. Theo nguồn tin Ukraine, thì quân đội Nga sau một quãng dừng tương đối, thì họ lại tiếp tục dục dịch triển khai chiến dịch tấn công của mình nhắm vào nhiều khu định cư lân cận. Cụ thể hơn, Nga được ghi nhận là đã đánh vào Novoalexandrivka, nhưng không có quá nhiều tiến triển. Còn tại Kalinove thì họ đã thành công có được một vài đường cây. Cập nhật bản đồ được đăng tải bởi nguồn Deep State Map cho thấy Nga đã chiếm được giao lộ của các đường cây và phân chia lãnh thổ nơi đây thành hai phần. Chưa hết, Nga còn tiến đánh vào bờ bắc Sokin. Quân đội Ukraine đăng tải đoạn video cho thấy UAV FPV của họ tấn công vào vị trí tập trung của đội Nga. Ngoài ra, còn một mũi tiến công khác đã được quân đội Nga đẩy vào phía nam và chiếm luôn con đường nối Sokin và Solovyane.
Khả năng cao chỉ trong tuần này, chúng ta sẽ được chứng kiến nỗ lực từ phía Nga nhằm tiến vào và chiếm đóng khu định cư mang tên Sokin. Sau đó thì quân Nga sẽ tiếp tục di chuyển xa hơn về phía Tây để đánh vào Voskhod và Zhevenivka. Kéo xuống phía Nam, chúng ta tiếp tục thấy nỗ lực chuẩn bị từ phía Nga liên tục tấn công vào các vị trí tập trung lực lượng Ukraine tại vùng lãnh thổ nằm giữa Semenivka và Novoselivka Vesa. Tự chung lại, dường như quân đội Ukraine đang không có biện pháp để đáp trả lại Nga với sức mạnh, nguồn lực hiện tại mà họ đang có. Tại Netailove, nguồn tin thân Ukraine là Deep State Map đăng tải cập nhật mới cho thấy toàn bộ lãnh thổ khu định cư đã nằm gọn dưới tay Nga. Chúng ta sẽ nhận được thông báo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga trong tương lai gần. Còn tại Krasnoyarivka, quân đội Nga mở cuộc tấn công dọc theo đường dây đánh tới khu định cư mang tên Hoshche. Về phía Ukraine thì họ tiếp tục triển khai UAV để săn đuổi quân Nga. Chưa có thông tin gì mới tại vùng lãnh thổ nằm giữa Konstantinivka và Novomikhailivka trong 24 giờ qua. Kéo xuống phía Nam, quân đội Nga có tiến triển mới tại vùng lãnh thổ nằm giữa Solotke và Vodiane. Cập nhật được đưa ra bởi nguồn Deep State Map. Còn về phía Nga thì chưa có thông tin gì đăng tải. Ngoài ra, chưa có thông tin gì mới tại Vuleda, Urosaine, Staromayoske hay các vùng tiền tuyến khác cũng vẫn là tương tự. Quân đội Ukraine đăng tải đoạn video cho thấy hệ quả từ đòn tấn công của Nga và một trung tâm mua sắm tại Zaporizhia. Đòn tấn công tương tự cũng được ghi nhận tại Kharkiv, nhưng đây không phải là trung tâm mua sắm gì đó mà là các tòa công trình xung quanh sân bay của Ukraine. Tiếp tục với một số tin tức chính trị. Theo một vài tin đồn thì ông Zelensky đã quyết định sa thải ông Zelensky. Nếu là thật thì mình cũng không nghĩ là quá trình này sẽ diễn ra quá vội vàng hay gì đó, vì chúng ta đã thấy được những tia sáng đầu tiên đối với Ukraine. Họ đã bình ổn được một vài tiền tuyến trên chiến trường. Nếu ông Zelensky bị thay thế ngay lập tức bởi một ai đó thì nó sẽ không đảm bảo được 100% quân đội Ukraine có khả năng bình ổn tiền tuyến với một tổng tư lệnh khác. Đối với Zelensky thì đâu đó vẫn còn khả năng quân đội Ukraine có thể bình ổn tiền tuyến, vì ông Zelensky đã tại chức được một khoảng thời gian dài rồi. Nếu ông Zelensky thực sự sa thải ông Zelensky thì một lần nữa nó sẽ tạo ra làn sóng đánh thẳng vào con thuyền chính trị của Ukraine. Đó là tất cả thông tin cho video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.